Bản tin sẽ được phát sóng vào các khung giờ 12 giờ trưa, 20 giờ tối hàng ngày. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất, hot nhất, đừng quên subscribe ngay kênh YouTube MCV TV. Rom ra mắt đầy cảm xúc với ngập tràn lời chúc mừng và khen tặng. Hoàng Thị Linh khoe ảnh xinh đẹp được ai kia chụp hình, dẫn tin đồng loạt gọi tên Gưu Lê. Thúy Diễm bất bình về vụ bệnh nhân số 17. Dàn người đẹp của Hoa hậu Việt Nam hội ngộ sau dịch, Tiểu Vy gây chú ý khi đeo vương miện và trang sức hơn 3 tỷ. Lần đầu dự sự kiện cùng nhau, Karis ga lăng cầm túi ngọt ngào đút ăn cho bạn gái. Hoàng Thị Linh khoe ảnh xinh đẹp được ai kia chụp hình, dẫn tin đồng loạt gọi tên Gưu Lê. Gưu Lê và Hoàng Thị Linh là cặp đôi nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ. Mặc dù 5 lần 7 lượt bị soi bằng chứng, cả hai vẫn chưa chịu lên tiếng nói rõ mối quan hệ. Đặc biệt nhất, Hoàng Thị Linh và Gưu Lê còn từng bị soi là đang sống chung cùng nhau tại một căn hộ cao cấp. Cho đến tối qua, ngày 23 tháng 9, Hoàng Thị Linh bất ngờ khoe khoảnh khắc xinh đẹp được chụp tại nhà riêng. Đáng nói, nữ ca sĩ để mình nói cho mà nghe đã dùng biểu tượng hình trái tim khéo che đi dáng người chụp đang phản chiếu trong gương. Tuy nhiên, dễ dàng nhận ra dáng người đang giúp Hoàng Thị Linh sống ảo có nhiều nét hào hào giống Gưu Lê. Động thái này của Hoàng Thị Linh càng khiến tin cả hai đang sống cùng nhà có thêm cơ sở. Dưới phần bình luận, dân tình dành nhiều lời chúc phúc cho cặp đôi. Đa phần fan đều hy vọng Hoàng Thị Linh và Gưu Lê sẽ sớm công khai chuyện tình cảm. Phải hạnh phúc như thế này nhé hai chị, quá nhiều thứ đáng yêu trong ảnh. Đặc biệt là người chụp Gưu Lê kìa, bóng hình Gưu Lê nha, netizen đồng loạt để lại bình luận. Rom ra mắt đầy cảm xúc với ngập tràn là chúc mừng và khen tặng. Là một trong những bộ phim được chờ đợi nhất trong năm, buổi công chiếu của Rom đã thu hút sự quan tâm rất lớn từ khán giả, truyền thông và đặc biệt là cái đông đảo dàn sao Việt. Với sự có mặt của Mỹ Tâm, Trấn Thành, ca sĩ Hồng Nhung, vợ chồng Lý Hải Minh Hà, vợ chồng Thu Trang Tiến Luật, diễn viên Hồng Ánh, Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng, Hứa Vĩ Văn, Diệu Nhi, Trương Thế Vinh đã khiến thảm đỏ Rom trở nên nóng hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, Karik, người đồng nghiệp thân thiết của Huawei cùng dàn thí sinh đình đám của Rap Việt, cũng không quên góp mặt để chúc mừng bộ phim mà lão đại làng rap tham gia với một vai diễn đặc biệt. Đạo diễn Trần Thanh Huy từng chia sẻ, Rom chỉ thực sự về đích khi chính thức ra mắt tại Việt Nam. Bởi vậy, anh và cả ekip là những người có nhiều cảm xúc nhất. Trên tất cả, đó là sự xúc động và vui mừng khi phim đã được chính thức ra rạp và được khán giả đón nhận. Trong ngày ra mắt, Trần Thanh Huy một lần nữa gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đoàn phim, những người bạn đồng hành tuyệt vời đã kiên định cùng anh trong suốt 8 năm qua để có thể đưa Rom đi tới rất nhiều thành công cho đến ngày hôm nay. Từng gây tiếng vang ở những giải thưởng quốc tế ở các liên hoan phim Busan 2019 và Fantasy 2020, Rom khiến báo chí và khán giả trong nước thực sự nóng lòng thưởng thức. Và bộ phim đã không khiến mọi người thất vọng khi nhận được vô số những lời khen tặng sau buổi công chiếu. Thúy Diễm bất bình về vụ bệnh nhân số 17. Họ sinh ra có trái tim nhưng chẳng biết nó dùng làm gì. Những tưởng mọi chuyện đã kết thúc, thế nhưng thời gian gần đây, vụ việc liên quan đến bệnh nhân số 17 BN17 nhiễm Covid-19 tại Hà Nội vào tháng 3 năm 2020 lại một lần nữa dấy lên xôn xao trong cộng đồng mạng. Mọi chuyện bắt đầu khi một bài báo nước ngoài bị dân tình xứ Việt nghi ngờ do bệnh nhân 17 mua chuột để minh oan sau những cáo buộc lây lan dịch bệnh cộng đồng. Không những thế, dân mạng còn vô cùng tức giận khi hai chị em nhà Ricky của bệnh nhân 17 còn có những phát ngôn chỉ trích ngược lại người dân nước nhà. Mới đây, nữ diễn viên Thúy Diễm đã dẫn nguồn một bài báo và không ngần ngại bày tỏ sự bức xúc của cá nhân. Không cần quá nhiều lời nói, Thúy Diễm chỉ cần ngỡ nghĩ một câu sâu xa. Họ sinh ra có một trái tim và lương tâm, nhưng họ lớn lên mà chẳng biết nó dùng để làm gì. Nữ diễn viên của Cát Đỏ không chỉ đích danh bệnh nhân 17 mà ám chỉ những hành động sai trái, ăn cháo đá bát của chị em Ricky này. Ở cuối đoạn, Thúy Diễm còn kết luận, thật xấu hổ cho một con người. Lần đầu dự sự kiện cùng nhau, Karis ga lăng cầm túi ngọt ngào đút ăn cho bạn gái. Trong sự kiện diễn ra vào tối 23 tháng 9, lần đầu tiên Karis và bạn gái sánh đôi tham dự đập tan tin đồn rạn nứt, được bao vây bởi fan. Khoảnh khắc nam rapper ga lăng cầm túi xách cho người yêu đã ngay lập tức chiếm trọn spotlight và thành công khiến nhiều fan girl đổ gục. Chỉ chờ mỗi chi tiết đơn giản này thôi cũng đủ thấy Karis chiều chuộng và cưng chiều Bella đến mức nào. Trong đoạn clip fan quay được, Karis và Bella còn tình tứ quan tâm lẫn nhau. Chàng ngọt ngào đút nàng ăn bỗng ngô khiến nhiều người xung quanh phải đỏ mặt ghen tị. Từ khi công khai yêu nhau, Karis và Bella thường chia sẻ những dòng tin nhắn đầy ngọt ngào lên mạng xã hội. Song rất ít khi cặp đôi đăng ảnh đi chơi riêng cùng nhau. Trong lần hiếm hoi trước đây, nam rapper chỉ công khai dẫn bạn gái ra mắt team học trò của mình trong Rap Việt.
nên những hình ảnh thân mật có 102 lần này của Carrick và Bella đang nhận được sự chú ý từ công chúng lẫn truyền thông. Có thể thấy sau khi chính thức yêu nhau, Carrick luôn luôn ra dáng một người bạn trai chuẩn mực với đầy đủ phẩm chất khiến nhiều phái nữ phải ao ước. Dàn người đẹp của Hoa hậu Việt Nam hội ngộ sau dịch, Tiểu Vy gây chú ý khi đeo vương miện và trang sức hơn 3 tỷ. Sau thời gian tạm hoãn các hoạt động vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 đã chính thức quay trở lại với buổi họp báo diễn ra vào sáng ngày 24 tháng 9. Sự kiện có sự góp mặt của dàn hậu đình đám Hoa hậu Hà Kiều Anh, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Hoa hậu Tiểu Vy, Hoa hậu Lương Thùy Linh, Á hậu Kiều Loan, Á hậu Phương Nga, Á hậu Từ Sang, Á hậu Thúy An, người đẹp Thùy Tiên. Sự xuất hiện của các hoa Á hậu tại buổi họp báo đã thu hút mọi sự chú ý, góp phần làm tăng thêm sức nóng cho cuộc thi năm nay. Các nàng hậu đồng loạt diện đầm dạ hội lộng lẫy và đầy nổi bật, sẵn sàng đỏ sắc vóc khi sải bước đến sự kiện lần này. Sở hữu những đường nét ấn tượng, mỗi cô gái đều tỏa sắc tỏa hương theo cách riêng biệt, không ai giống ai. Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh ngày càng thăng hạng nhan sắc sau 2 năm kết thúc nhiệm kỳ. Cô quay trở lại Hoa hậu Việt Nam năm nay với vị trí vô cùng quan trọng, đó là ban giám khảo. Bằng độ duyên dáng và chất xàm đáng yêu của mình, nam diễn viên Quốc Khánh đã nhanh chóng lấy được lòng các fan. Chip TikTok không giống ai cùng với Phương Mỹ Chi. Chiếc clip mau chóng mang về hàng triệu view lên đến 1,1 triệu lượt xem. Gần 89.000 lượt yêu thích đấy nha. Xung quanh chỉ toàn là người lạ, cuộc sống sinh viên thật khổ cực, tất cả mọi thứ phải tự lo, sống xa nhà phải tự chăm sóc bản thân, những điều này rất khó đối với con ngay từ. Huỳnh Đông lần đầu lộ clip bắn rap cực chất. Nam diễn viên vừa tiết lộ bí mật động trời khi là một fan cứng của chương trình Rap Việt. Để thỏa đam mê, anh lần đầu chiều fan bắn rap như Liên Thanh để chứng tỏ khả năng biến diễn của mình. Clip đã nhanh chóng được các fan ưu ái, tặng hẳn 354,1 nghìn lượt view và gần 19.000 lượt yêu thích đó nha. Mình bắt đầu học hỏi và ngày hôm nay mình quyết định mình làm một bài rap, nhưng mà trình độ của mình chưa đủ để viết ra một cái lời, cho nên mình hôm nay mình mượn cái bản lịch của đoàn phim mình rap cho mấy bạn nghe nha. Mình lần khờ. Shall we begin? Mẫu thời trang tình nhân, cô nàng chồng bỏ chồng chê, mua ngay một cái chồng mê tới già. Chiếc clip đã mang về cho diễn viên Huy Khánh 490.000 lượt view và 33,3 nghìn lượt yêu thích. Đây là mẫu thời trang tình nhân để phục vụ cho mùa Valentine năm nay. Vicky Nhung được biết đến là nữ ca sĩ mang phong cách tomboy cực kỳ cá tính đó nha. Mới đây, Vicky một lần nữa khẳng định giọng hát của mình trên video TikTok tự đàn tự hát live. Video của Vicky đã đem về gần 240.000 lượt xem và 10.000 lượt thả tim. Đen Vâu ngưỡng mộ chàng trai chăn bò vì mang âm nhạc ra thế giới. Đen Vâu và Show Y Tiết đã có màn tương tác thân tình trên mạng xã hội khi giọng ca 2 triệu năm bày tỏ lòng ngưỡng mộ tinh thần lạc quan và thứ âm nhạc đặc biệt mà chàng trai chăn bò mang ra thế giới. Từ một chàng trai chăn bò có hoàn cảnh sống khó khăn, trong phút chốc Show Y Tiết đã làm chao đảo mạng xã hội trên toàn cầu bằng các clip ngẫu hứng hát vu vơ của mình. Những tên tuổi đình đám nhất làng nhạc thế giới đã hợp tác chia sẻ và cover lại đoạn hát đếm số mà Show Y Tiết đăng tải lên mạng xã hội. Trong số đó phải kể đến rapper Snoop Dogg, danh ca Chris Brown, Justin Bieber. Từ những điều không tưởng, chàng trai chăn bò người Việt đã mang sự chill của mình lan tỏa khắp nơi. Chính điều này đã khiến rapper Đen Vâu phải nể phục. Điểm lại top 5 MV có lượt xem công chiếu cao nhất Vbiz, Sơn Tùng MTB nắm giữ ngôi vương, Jack có đến 3 MV lọt top. Có chắc yêu là đây, MV ra mắt đầu tháng 7 2020 vừa qua của Sơn Tùng MTB đã làm náo loạn đường đua Vbiz và đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của nam ca sĩ gốc Thái Bình. Khi Có chắc yêu là đây chạm mốc 901.000 lượt xem công chiếu, đây cũng chính là con số kỷ lục của Vbiz tính đến thời điểm hiện tại. Đồng thời giúp Sơn Tùng vượt mặt Ariana để ghi tên mình vào danh sách nghệ sĩ sở hữu MV có lượt xem công chiếu nhiều nhất trên thế giới cùng với BTS 1,5 triệu view và Blackpink How You Like That 1,64 triệu view.
Cutest Love 979.000 view. Có Chắc Yêu Là Đây cũng trở thành MV top 1 trending YouTube nhanh nhất Việt Nam với thành tích leo top chỉ sau 4 tiếng 50 phút kể từ khi ra mắt. Ca khúc đã thu về hơn 101 triệu lượt xem với hơn 3 triệu lượt thích trên YouTube tính đến thời điểm hiện tại. Hãy Trao Cho Anh, vị trí thứ 2 thuộc về Sơn Tùng với MV Hãy Trao Cho Anh. Vị trí thứ 3, MV của cặp đôi Jack và cây ACM đã thu hút đến 233.845.000 lượt người xem đồng thời cùng lúc công chiếu, ghi tên mình vào top 3 MV có thành tích YouTube Premiere cao nhất Vpop. Hoa Hải Đường, MV mới đánh dấu màn comeback thứ 2 trong năm 2020 của Jack đã thu hút lượt người xem khủng thuộc top kỷ lục. Theo đó, Hoa Hải Đường chính thức được thả xích vào 19 giờ tối ngày 22 tháng 9, ghi nhận 219.000 lượt xem công chiếu trực tuyến tại thời điểm ra mắt. Là Một Thằng Con Trai, sản phẩm đầu tiên đánh dấu màn tái xuất của Jack với vai trò nghệ sĩ solo sau lột ồn ào với công ty quản lý cũ, đã thu về thành tích ấn tượng cho ca sĩ sinh năm 1997 trên đường đua Vpop. Ra mắt vào tháng 3, 2020, Là Một Thằng Con Trai có đến 200.000 lượt xem khi công chiếu trực tuyến với 134 triệu view. Từ khi công chiếu đến nay đã thu về 134 triệu view.